Sau lượt đầu vòng bảng của World Cup năm nay lần đầu tiên có 32 đội, những lo ngại rằng giải đấu sẽ chứng kiến một loạt các trận có tỷ số chênh lệch phần lớn không xảy ra. Morocco đã nếm trải màn ra mắt đau đớn hôm thứ Hai, khi trận đầu tiên của họ tại World Cup kết thúc với thất bại nặng nề 0-6 trước Đức, một trong các ứng viên vô địch. Zambia cũng thua đậm 0-5 trước cựu vô địch Nhật Bản, nhưng không có trận nào chứng kiến màn hủy diệt như khi Mỹ thắng Thái Lan 13-0 để mở màn cho chặng đường vô địch World Cup 2019. Trái lại, Anh, một ứng viên vô địch khác, chật vật đánh bại Haiti, đội chỉ đứng thứ 53 thế giới và lần đầu dự World Cup. Nhà vô địch châu Âu thậm chí chỉ thắng sát nút 1, không nhờ bàn phạt đền của Georgia Stenui. Mỹ được kỳ vọng sẽ trước mưa bàn thắng vào lưới đội thứ 32 thế giới Việt Nam, nhưng thực tế chỉ thắng 3-0. Bên cạnh việc bỏ lỡ một quả phạt đền và tạo ra chênh lệch lớn về số lần dứt điểm 26-0. Tương tự, Tây Ban Nha đánh bại Costa Rica 3-0. Nhưng họ đáng ra phải thắng dễ hơn thế khi tung ra tới 46 lần dứt điểm so với một của đối thủ. Ở bảng A, sau khi thua Thụy Sĩ 0-2 trận ra quân, Philippines gây sốc khi đánh bại chủ nhà New Zealand 1-0. Đây là thắng lợi lịch sử của đội bóng Đông Nam Á trong lần đầu dự giải. Hậu vệ Mỹ Naomi Girma nhận xét, bước vào World Cup lần này, có thể thấy bóng đá nữ đã phát triển nhanh thế nào và nhiều đội tuyển đã tiến bộ vượt bậc. Cho nên, tôi nghĩ việc chứng kiến nhiều quốc gia lần đầu tham dự đại hội là điều tốt. Họ xuất hiện và gây ấn tượng trên đấu trường quốc tế. FIFA đã tuần tự tiến hành việc mở rộng số lượng đội tham dự World Cup từ 16 đội vào năm 2011 lên 24 đội vào năm 2015 và năm nay là 32 đội. Từ đó đem lại những trận đấu nảy lửa và kịch tính hơn cho người hâm mộ bóng đá nữ trên toàn thế giới. Đó là một phần trong quá trình phát triển. Họ sẽ tiến bộ từ đó. Ngôi sao tuyển Mỹ Megan Rapinoe nhận định tác động tích cực của trận thua 0-13 với Thái Lan tại Rang năm 2019. Đó là tỷ số chênh lệch kỷ lục của giải đấu. Trước đó, vào năm 2015 tại Canada, Đức từng đè bẹp bờ biển Nga 10-0 và Thụy Sĩ đánh bại Ecuador 10-1. Trong khi Morocco, Zambia và Panama đội thua Brazil 0-4 hôm thứ Hai nếm những thất bại đậm, các đội tuyển bị xem là lót đường khác tạo ra những màn trình diễn đáng khích lệ ở trận mở màn. Trong số này có Jamaica, họ toàn thua 3 trận vòng bảng năm 2019, trong đó có trận thua Italy 0-4. Nhưng hôm Chủ nhật, Jamaica cầm chân ứng viên nặng kỳ Pháp 0-0. Khoảng cách giữa các đội tuyển đang được thu hẹp và đó là điều mà môn thể thao này cần để tạo ra những giải đấu lớn. Hãy nhìn trận Anh Haiti, chênh lệch giữa họ gần như không có, thủ môn Jamaica Rebecca Spencer nói. Huấn luyện viên Pháp Herb Rena thì nhận xét, Pháp đã quen với việc áp đảo đối thủ ở trận ra quân nhưng điều đó sẽ thay đổi vì bóng đá nữ đang phát triển mạnh mẽ hơn. Bóng đá nữ được hưởng lợi từ nguồn đầu tư lớn hơn cả ở cấp đội tuyển lẫn câu lạc bộ. Tổng giải thưởng của giải lần này là 152 triệu đô la Mỹ, gấp 3 lần so với 4 năm trước. Lượng khán giả đông đảo đến sân xem các trận bóng đá nữ cấp câu lạc bộ hay tại Australia và New Zealand lần này cũng phản ánh sự quan tâm dành cho môn này ngày càng tăng. Trước thềm giải đấu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu, nhiều người vẫn tin rằng bóng đá nữ không phải một môn hay, không có mức độ giải trí cao hoặc chỉ là phiên bản bắt chước của bóng đá nam. Nhưng khi xem các trận đấu lần đầu, họ sẽ hiểu sự hấp dẫn và thú vị của môn này. Tuy khoảng cách giữa các đội được thu hẹp, các đội Bắc Mỹ và châu Âu vẫn đang tạo ra sự cạnh tranh hấp dẫn tại giải đấu năm nay.